Rồi và ngày hôm nay chúng ta đã có một giao diện cấm và cực chọn kỳ là mới. đẹp. Hơi đáng tiếc là chúng ta sẽ không được nhìn thấy hình ảnh thi đấu của hai đội tuyển, mà chúng ta sẽ được nhìn thấy tôi và anh Chí Hoa. Nhưng không sao, chúng ta sẽ cùng đến luôn với phần cấm và chọn. Ồ, vị tướng này đầu tiên được cấm đi đó là Akali. Và trong đội hình của Ego Esports hình như có sự thay đổi ứng của Juno hôm nay không thi đấu nữa. Rồi, và đó là Rod Wheeler. Wheeler đã có những sự tính toán, sự rút kinh nghiệm sau tuần thi đấu đầu tiên. Ok, bên phía của em hôm có một điều gì đó khá là hơi mới lạ khi mà tranh già đó hay anh ở vị trí đi rừng. À, lại ở vị trí đi rừng đến từ vị trí của tranh già. Rồi chúng ta sẽ trùng chờ thông tin xem rồi. Liệu có phải như thế hay không. Rồi ít nhất thì tính chính game home mới là đội tuyển cấm đi Katarina ở trong kèo đấu nồi này, mặc dù người chơi đường giữa của họ cũng rất yêu thích vị tướng này. Trên cái con bài Katarina này cấm thì cũng hợp lý khi mà Cyrus ở những ván kiến đấu được trước á thì anh ta sử dụng con bài này cũng cực kỳ là hiệu quả, cho nên cấm đi là điều là hoàn toàn hợp lý. Còn bên phía của Ego Sport, cái lượt cấm cuối cùng của họ đó chính là con bài Lee Sin nhắm thẳng vào cái này. Rồi bên kia thì game home họ cũng cấm đi một tướng đi rừng thôi. Hai bên cấm một mid một rừng. Một rừng. Khá là cân so với nhau. Thì thời điểm hiện tại first pick thì thường các đội sẽ lựa chọn luôn mấy con bài mạnh. Mạnh đầy dích mạnh nhất ở tức là top tier ở trong một khu vực đường hoặc là xạ thủ hoặc là đường giữa thì dích ngay lập tức có luôn. Cho bên phía của Ego Sport ở thời điểm này nếu mà cấm được chọn được thêm cả một con bài đó là Corki, bộ đôi là cực kỳ hợp lý. Rồi. Ezreal cũng là một dạng kiểu như thế thì đó sẽ là hai combo có ulti khá là xa, lợi thế trong việc tranh cướp những mục tiêu lớn từ tầm xa hoặc là check tầm nhìn. Trong khi đó thì bên phía Game Home thì họ mới đầu thì họ nhá vào con bài Kai'Sa, nhưng không thì bên phía Game Home họ vẫn một ưu tiên lựa chọn cho Tanis, đó là con bài Camille để nhằm tránh đi việc mà bên phía của Eagle họ có thể lấy đi, đó là con bài Camille mà quận bài mà Tanis anh chơi cực kỳ là khủng khiếp. Đây là kèo với Camille ấy là kèo có thể chọn sực sớm được, trừ khi bạn muốn lựa chọn Fiora thôi. Còn nếu đã chọn Camille sẽ là một cái kèo mà để một kèo mà đi từ hòa chủ động và chơi hòa với đối phương đấy. Có kỳ lực lựa chọn rồi, chọn đoán không sai, bộ đôi này cực kỳ có hiệu quả ở tuần thi đấu đầu tiên nha. Thì quay lại trở lại với câu chuyện của Camille thì tức là nếu mà bạn chọn sớm, thứ nhất bạn không sợ đối phương counter cùng lắm là mang ra cho mình Mafai này, mang ra cho mình đó là Fiora này, thì tức là những kèo đấy Camille có thể đi được hòa được chứ không phải bị thua. Vì vậy sử dụng kèo này để giấu đi các khu vực đường khác dành cho những người chơi khác thì cũng rất là hợp lý, và lấy luôn bộ đôi AD hỗ trợ đó là Kai'Sa cũng như là Nami. Kai'Sa trong tay của Zed thì anh ta đang chơi cũng cực kỳ hay, trong khi đó thì Nami là lần thứ hai được lựa chọn ở trong giải đấu này của chúng ta. Ở trong tay của Elias thì với việc mà Kai'Sa cũng như đó là con bài Nami thì tôi đánh giá đây là một bộ đôi ở đường dưới cũng cực kỳ mạnh nha, không thua kém bất kỳ một bộ đôi đường dưới nào cả. Trong khi đó thì bên phía Ego họ có chứng minh nó một bộ đôi combo một chiêu cuối cực kỳ là dễ chơi, Zig cùng với đó là Javan. Và nếu bây giờ họ muốn họ có thể chọn Dr. Mundo ở vị trí đi rừng cũng được, đấy sẽ là kèo đấu mà cũng rất hợp lý cho vị tướng này. Họ sẽ có bộ ba. Ồ, nếu mà như này thì lại là Camille đi rừng cái hay sao đường. Không đâu tên mày nữa thì hoàn toàn có thể xảy ra, tại vì thực ra bản thân tôi thấy các đội rất yêu thích Camille đi rừng, mặc dù nó chưa thực sự hiệu quả thật nhưng họ rất muốn phiêu lưu với con bài này. Nếu trong đội hình này không còn con nào đi rừng được hết ngoài con Camille cả. Và đã có những sự thay đổi, những sự bất ngờ trong đội hình của bên phía Game Home rồi. Và chúng ta cùng chờ, tôi vẫn mong chờ một trận thắng đầu tiên của Camille ở vị trí đi rừng. À không, cuối cùng là Garen đi rừng. Kèo này tôi đã gặp nhiều rồi. Kèo này tôi những người bạn hay leo rank chung với tôi hay rất thích sử dụng. Thì thứ nhất là nó sẽ giống Dr. Mundo một chút với cái cơ chế hoạt động đi rừng của vị tướng Garen này. Nhưng sức sát thương và tầm ảnh hưởng của Garen khi mà đi rừng ấy nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc mà đi đường. Tại vì là sát thương của Garen là có cực kỳ nhiều với những cái chiêu cuối của mình. Đấy, đúng. Sát thương chuẩn đấy chứ, theo trong máu mà bạn đã mất thì cho nên bài Garen thì đi rừng thì cũng được. Nhưng mà vẫn chưa biết hiệu quả mà trong ván thi đấu này mà bên phía của Game Home họ mang lại. Chanh ra đi rừng. Thực sự là đổi thành vị trí đi rừng rồi. Với các đội tuyển mà thực ra tôi nghĩ là cái vị trí thi đấu ấy nó ảnh hưởng từ lúc mà các đội tuyển bắt đầu tập luyện với nhau khoảng thời gian 1-2 tháng trước đây cơ. Nên đến thời gian hiện tại khi mà kể cả trên stream của Tranh ấy, anh ta cũng ít khi chơi những vị tướng đi rừng. Nhưng thời điểm bây giờ mới thay vị trí này, liệu có phải là một cái quyết định đúng đắn dành cho bên phía của Game Home hay không, hay họ chỉ mang vị tướng này ra để đi đối đầu với, mang cái slot thi đấu này để thi đấu với Ego thôi. Còn thi đấu với các đội tuyển khác họ sẽ trở về với cái ý định ban đầu. Ít nhất là chúng ta sẽ chờ cái phần câu phỏng vấn sau trận đấu với Game Home. Còn ở đây khu vực đường giữa đã có tình huống cấu máu rất đau ở vị trí của B1, nhưng Nai cũng bị trả lại sát thương khi dính một cú cho ánh sáng. Đúng rồi, như vậy này cực kỳ đau một tình huống mà. Nhưng trước đó thì ở khu vực đường bọn đường đơn này, tôi cứ ngỡ gần mình Kise đang lấy cho mình con bài Darius này thì sẽ là những con bài mà
anh đã biết sau đúng không, anh đã lựa chọn sau, thì tôi nghĩ là anh ta sẽ tự tin với việc mà Darius sẽ có thể counter hoặc là đi đọt được Camille. Nhưng trước mắt thì tôi vẫn thấy là Tanis anh ta vẫn chơi cực kỳ tốt với Camille này. Một tình huống tấn công vào bùa xanh của đối phương nhưng bị phát hiện, như Elias hiện tại đang hơi thấp máu, bị đánh thường. Một cú thủy ngục chính xác có khả năng bảo kê đến từ Nai ở phía bên kia. Và nhưng bên phía Oyo họ kéo sang đây đến 4 người để cướp đi con bùa xanh của đối phương. Rizek đứng hơi cao, bị cầu máu suýt chút nữa thì Nai có thể giữ lại được con bùa xanh cho những người đồng đội của mình. Và đó là một tình huống thủy ngục không chính xác, thả thêm cả cái gói thuốc nổ nữa chặn đường các đối phương có thể truy đuổi. Đây, nhưng trước đó thì vẫn tiếp tục nào, là sẽ đánh nhau. Lên cắm kiếm vào đầu đối phương, bắt đầu xoay trừng phạt vào con cua để hồi máu. Sau đó Rizek bỏ chạy, lại trượt tiếp, đó là thủy ngục tốc biến đuổi theo, đó là Jack. Và anh ta đang có những cú bắn cực kỳ đau, hai bùa dành cho Jack cũng như là chiến công đầu dành cho Game Home. Mục tiêu thứ hai được chọn là Cyrus, và Cyrus cũng bị bắn tương đối đau ở thời điểm hiện tại trong cái đường trên. Một tình huống mà Kai, anh ta đang là người lỗ máu hơn so với Tank X phía bên kia. Đúng vậy, một tình huống mà bên phía của Ego Esports họ quyết định đúng đắn để cướp vào, đó là cái bùa xanh của Game Home, khi mà họ tính toán được rằng vương bài này việc mà anh ta đi gần sẽ cực kỳ là chậm. Đúng, đấy cũng là một cách chơi khi bạn cần làm, đó là việc đi đối đầu với Dr. Mundo. Và đã có những sự rút kinh nghiệm rất lớn đến từ bên phía của Ego, nhưng hơi đáng tiếc khi họ đã dùng rất nhiều nguồn tài nguyên để cướp bùa xanh của đối phương, họ lại tiếp tục hơi tham lam với việc kiểm soát thêm cả con cua ở phía ngoài, khiến cho mất một chiến công đầu vào tay của Jack là vô cùng nguy hiểm ở thời điểm hiện tại. Chúng ta biết là những vị tướng Kai'Sa có thể chơi đúng khoảng thời gian, nếu mà xanh ấy, phút thứ 10 đã bắt đầu cầm cho mình hai món trang bị, đó là một khoảng thời gian mà quá là vượt trội về mặt sát thương dành cho một đội tuyển rồi. Đúng là như vậy, nhưng mà trước hết thì có vẻ như là xong một tình huống chiến công đầu đó, thì nhưng chúng ta cũng phải xem bên phía Game Home họ có cho mình là chiến công đầu, nhưng bên phía của Ego với việc người chơi đi gần của họ là Reject có được hai con cua thì đây cũng sẽ là một cái sự mà không thua thiệt quá lớn ở vị trí đi gần với việc mà mẹ anh ta lại phải nằm xuống. Thực ra với tôi thì cái việc Garen mất con bùa xanh nó không phải là một lỗ thế quá nhiều. Đúng, nhưng Jack có được hai bùa cộng với chiến công đầu thì lại là một cái lợi thế hoàn toàn lớn cho cái khu vực đường giữa đang là 2-1. Bị dính cái trò ánh sáng, sau đó Nai sử dụng ngược một cú chiêu cuối giữ chân được B1. B1 mất thảm lửa để bỏ chạy và có thêm cả sự tạo giáp đến từ người chơi hỗ trợ ở đây nữa. Đúng là vậy, lớn các mày hỗ trợ thì đường đầu giáp mà người ta tạo sẽ cực kỳ là nhiều. Cho nên là bên phía của Game Home, nếu mà họ muốn tính toán, muốn hạ được một ai đó thì họ phải cần suy nghĩ rất là nhiều. Đúng, đến lượng giáp mà lướt có thể tạo ra. Và hiện tại thì con rồng thì sau 30 giây nữa sẽ xuất hiện, và con rồng đầu tiên sẽ là con rồng nước. Rất tối ưu về mặt lượng đồ đến từ Jack với việc có ngay một kiếm BF cũng như một gươm đồ tể ở trên người. Đây sẽ là một những món trang bị nó vừa vừa tiền, nhưng nó cũng có được cái sự hiệu quả rất lớn ở những cấp độ đầu trận đấu, khi mà nó sẽ giúp cho Kai'Sa có thể tiến hóa được chiều một của mình sớm hơn. Đấy, chính là những gì mà bên phía của Z mà anh ta hướng đến với ba món nhỏ như thế này thì xem nào. Trong khu vực đường 3, đường đơn thì Kai'Sa anh ta vẫn đang khá là thua thiệt so với đó là người chơi Tanis, và Tanis anh ta là người di chuyển trước so với đó là Kai'Sa. Thực ra anh ta chỉ thua thiệt về mặt thế lính thôi, còn lại lượng tiền thì anh ta không thua đối phương bất cứ một đồng nào. Và sau lần biến về vừa rồi thì Kai'Sa anh ta còn có thêm cho mình một cái dìu đen nữa. Lần này anh ta tiến ra thì lượng sát thương là cực kỳ nhiều, đã bắt đầu nhảy xuống hang rồng rồi và cướp thành công con rồng đến từ vị trí của Reject. Sau đó anh ta combo quá thoát ngược trở ra. Game Home không làm được gì trong pha thi đấu vừa rồi. Cảm thấy như dễ quá. Rất là dễ luôn khi mà anh ta lao xuống và bật cho mình cái thú tượng mà cảm thấy như anh ta không mất máu. Cướp thành công và làm combo lên. Kiểu như kiểu được đi chơi. Trong khi đó những pha thi đấu như thế, Game Home đang hơi thực sự làm có những tình huống mà không kiểu kinh nghiệm họ hơi thiếu ấy. Tức là những tình huống đó họ nên côn với việc là dồn sát thương, hạ gục được đối phương. Hợp lý. Sau đó khi đối phương cảm giác không còn khả năng cướp nữa rồi, mình mới tiếp tục gây sát thương vào con rồng. Hoặc trước đó họ chỉ gây sát thương vào rồng theo kiểu nhấp nhả thôi, tại vì chắc chắn nó sẽ là khoảng thời gian mà đối phương có thể cướp. Ở trong những trận đấu chuyên nghiệp thì không bao giờ có một đội tuyển nào cho bạn một con rồng hay một mục tiêu một cách quá dễ dàng trong cái lúc đứng giữa. Mất tốc đến nó là này, anh ta thoát ra khỏi cái cầu vòng tối thượng. Một tình huống mà muốn cắm mắt vào sau của đối phương, nhưng bên phía của Eagle, bộ đôi đường dọc của họ cũng cực kỳ là nhanh nhạy, chớp thời cơ lấy đi đó là cái phép bổ trợ tốc biến, một phép bổ trợ mà cũng cực kỳ là hợp lý nha. Bởi vì sau nguy hiểm đấy, đúng, nguy hiểm khi mà ở khu vực giữa thì việc mà cái góc găng của bên phía Eagle sẽ cực kỳ nhiều, và với việc mà một con Orianna không tốc biến, đồ cơ động là không có, một cái đại địa chấn vào là không còn gì để chạy cả. Và đã có những tình huống đổi lại bộ đôi đến từ cả hai bên, Kai cũng như là Tank X được đổi xuống khu vực đường dưới, trong khi đó các thành viên AD hỗ trợ được cử lên đường trên để chuẩn bị cho một tình huống setup con sứ giả ở khoảng 20 giây nữa là sẽ xuất hiện. Nhưng mà khu vực đường rồng này thì có vẻ như là thiết những hút trao đổi, và ở cái thời điểm hiện tại thì có vẻ như là Kai'Sa anh ta sẽ tự tin hơn nhiều rồi so với những cấp độ đầu khi mà đối đầu với là Tank X. Trước hết thì lượng trang bị
tennis anh ta vẫn chưa có cho mình nó một chuẩn bị lớn, cho nên việc mà anh ta không dám quýnh đánh quá là hậu báo là điều mà chúng ta có thể nghĩ đến. Nhưng sức sát thương đến từ khả năng đốt máu cũng như bộ chiêu thức khó chịu của Kai ở thời điểm hiện tại cũng là cực kỳ đau. Anh ta có khả năng hồi phục với những tình huống chiêu một chính xác vào người của đối phương nữa. Vì vậy khả năng đi đường hòa với đối phương cho đến khả năng đốt máu đối phương là bên phía của Kai, anh ta cũng không lo ngại bất cứ điều gì. Cho nó trở lại với điểm nóng khu vực đường trên. Một tình huống di chuyển trách bụi đến từ vị trí của Case Cyrus. Sau đó anh ta quay ngược trở lại phía bên đây thì tranh giả đang hơi đơn độc với những người đồng đội. Một tình huống thủy ngục chúng đến hai người và một cú sóng thần được đặt ra nữa. Bên phía của Ego họ vẫn còn đầy đủ lượng máu để giao tranh trong tình huống tiếp theo. Có thể họ có thể giao tranh khi mà tất cả những chiêu cuối của họ là không bị mất trong tình huống vừa rồi. Chỉ có một mình đó là Elus mất đi cho mình sóng thần này, một chiêu thú cũng cực kỳ là quan trọng để có thể ngăn chặn những cái bước mà lao vào bên phía của Ego Sport. Nhưng trước hết thì Ego Sport họ muốn lấy ghé qua lấy một nhẹ cái lớp ép chủ ở khu vực giữa này kìa. Rồi nhưng ngay lập tức dính tối hậu thư, anh ta sử dụng cú kéo của mình để kéo hai người về, sau đó một cú chiêu một trúng hai người, hồi máu là cực kỳ nhiều. Nhưng phía bên kia Rizek anh ta hơi thấp máu với cái đại địa chấn của mình, hơi đơn độc thì phải, và sức sát thương được dồn ngược trở lại cũng là không có vì B1 đã hết năng lượng rồi. Tất tình huống mà không biết là sao mà họ lại cố gắng ở lại đánh để làm gì khi mà lượng sát thương của họ là B1 hết năng lượng, trong khi đó thì đó là Cyrus anh ta còn đang ở khu vực đường đơn biến về. Một pha di chuyển mà trước đó thì bắt vào người của Kai khá là ok khi đối phương không còn máu và bắt buộc phải biến về nữa. Đó là khoảng thời gian nếu họ dừng giao tranh, họ tấn công vào con sứ giả sẽ là pha mà hơn người. Nhưng trả ngược lại sát thương, họ lại trả lại nhịp 2 thì tự đưa mình vào cái thế đó là 4-5. Vì vậy bên phía Ego tự đưa mình vào một cái thế khó hơn. Chính là vậy, và những như thế thì bên phía Game Home họ có được cho mình nó con sứ giả, là một con sứ giả cũng quan trọng để giúp họ mở ra được đó là cái bản đồ thoáng hơn. Khi mà nhưng trước hết thì mới cùng xem lượng máu ở cái dàn trụ ngoài thì sao, khi mà hầu như là bên phía dàn trụ ngoài của Ego vẫn còn đầy máu. Thực ra thì thời điểm hiện tại bên phía của Ego cũng không phải lo sợ quá nhiều so với đối phương vì lượng tiền vẫn rất là cân, đặc biệt là họ có được con rồng rồng nước đầu tiên của trận thi đấu nữa. Nó sẽ một con rồng mà khắc chế rất nhiều, tức là bên phía của Game Home sẽ cần con rồng này hơn rất nhiều so với bên phía của Ego ấy. Vì vậy khả năng tăng tiến sức mạnh về sau đến từ bên phía của Game Home cũng không phải thực sự là triệt để. Đây tiếp tục là một tình huống bắt lẻ vào vị trí của người chơi hỗ trợ đến từ bên phía của Game Home. Anh ta ngay lập tức bị hạ gục, một tình huống xoáy trúng bốn người. Rạch đứng phía sau vẫn đang có góc bắn khá thoải mái, trong khi đó phía trên tranh giả đang chống chịu rất nhiều sát thương. Phía bên này tranh X anh ta đã có được cho mình hai điểm hạ gục với một tình huống di chuyển ra phía sau lưng đội hình. Rạch bị hạ gục, sức sát thương đến từ vị trí của Cyrus. Phía bên kia cắm kiếm thành công đến từ vị trí của tranh giả và quét sạch vào đội hình của Ego Sport. Game Home có một pha giao tranh thành công và đây mới là mục tiêu cuối cùng, bây giờ mới thực sự là quét sạch. Một quét sạch khi mà một tình huống mà bên phía của Ego Sport họ một tình huống mà muốn bắt lẻ trước thềm giao tranh con rồng gió này, đó là một tình huống mà tốt, có ý đồ đến từ bên phía của Ego. Nhưng mà Game Home họ cũng tập hợp đội hình của mình cực kỳ là nhanh chóng nha, và từ đó sẽ khi mà bên phía Game Home những lượng sát thương cũng như đó là những lượng chống chịu của họ đã tới thì rất là khó cho bên phía của Ego họ có thể giao tranh lại khi mà đó một góc mà họ bị cách ra hoàn toàn á. Một người thì đứng ở phía dưới tường, còn một còn lại, phía còn lại thì sẽ ở gần ngay cái trụ một mà bên phía của Game Home. Thực ra đó là một pha thi đấu mà trên lý thuyết đó là một pha thi đấu Ego họ lấy 5-4 nha. Bên Game Home họ chỉ có 4 thôi. Khi mà Elliot anh ta nằm xuống, việc duy nhất anh ta làm được đó là câu kéo nhiều chiêu thức của đối phương. Còn lại thì Elliot không gây được ra quá nhiều những lợi ích trong pha thi đấu vừa rồi. Nhưng với việc có được rất nhiều những vị trí chuẩn xác, đây là một tình huống phòng ngự đường trên với một cú dịch chuyển đến từ vị trí của Tank X và tiếp tục là truy đuổi thủy ngục không chính xác, nhưng đã có tối hậu thư được nhắm vào người của Lux. Lux quay ngược trở lại cầu vực tối thượng nhưng nó không thành công. Dậm đại địa chấn, Rizek bắt buộc phải thoát về với bộ combo của mình. Anh ta bị đu bám theo, bị hất tung lên bởi chiêu cuối và một tình huống thả cầu tốt đến từ vị trí của Nai. Anh ta có được cho mình một điểm hạ gục và lính tiến vào. Game Home tiếp tục phản ganh thành công ở tình huống này. Nhưng trước hết, nhưng khoảng thời gian đó thì ở khu vực đường giữa hai thành viên còn lại của Ego Sport đó là B1 cũng như đó là Cyrus, họ lấy được cho mình đó là thành công cái chủ đầu tiên ở khu vực đường giữa. Nhưng cái cuộc tranh cân ba được, thực ra pha đấy thì nên đi về, pha đấy thì nên đi về. Cân ba là một tình huống mà hơi sai lầm, thực ra cân bốn ấy hơi sai lầm đến vị trí của Kai. Từ mình nói thì anh ta vẫn còn chưa cứu, vẫn chưa sử dụng nha. Không biết sao anh ta thực ra không sử dụng vào bất kỳ thành viên nào trong đây cũng là không đủ sát thương. Thật sự là thời điểm này cũng là một tình huống mà khá là có hiệu đến từ Kai khi mà anh ta quyết định ở lại phòng thủ, khi mà anh ta là một vị tướng cây ngắn, khả năng dọn lính là không nhiều. Và việc mà bên phía của đối phương còn 4 người thì việc băng trụ vào người của anh ta là cực kỳ dễ dàng. Thực ra với thời điểm mà bắt đầu lên được một cái dìu đen thì một quy của một chiêu một của Kai có thể lấy được những con tướng lính đánh xa và phần lớn lượng máu của con lính đánh gần. Một tình huống đốt máu là có thể dọn được hết đợt lính và anh ta có vẻ hơi tự tin với khả năng dọn lính của mình. Nhưng sức sát thương của 4 người là quá vượt trội nhiều hơn so với một mình Kai, cũng không phải là xanh sao cho lắm.
Trong khi đó đường dưới thì đang là rất tự tin đến từ vị trí của Tank X. Rizek đang thấp máu quá nhiều, đồng đội không dám cứu trợ ở trong pha thi đấu này, trả ngược lại một cú đại địa chấn. Nhưng anh ta vẫn bị hạ gục, Tank X tốc biến bỏ chạy, anh ta cố gắng cò quay, chưa bị hạ gục một cú máy chém Narset. Mới hạ gục được Tank X trong pha thi đấu rồi, nhưng bốn người còn lại lấy thành công con Baron. Một chiêu cuối siêu bom địa ngục khá là muộn màng đến từ đó là Cyrus. Nhưng trước hết thì con giả thiên nước cũng được thả ở khu vực giữa, nó cũng vừa kịp hút được cho mình đó là một lần, cũng như lấy đi một nửa lượng máu của chủ mộc. Nhưng trong khi đó ở khu vực đường, sau các bạn đó khu vực xanh thì tranh giành đang bắt gặp được đó là cây xe. Trong cái đường trên cũng là một khả năng đẩy rất nhanh dưới vị trí của Nai, anh ta có được cho mình cái trụ thứ hai của đường trên. Khu đường dưới vẫn đang được phòng thủ một cách rất dẻo đến từ bộ đôi này. Và B1 thì bị cấu đi một lượng máu khá lớn đây, là khoảng thời gian B1 không còn có thể ở lại với những người đồng đội để phòng ngự nữa. Đợt lính nữa tiến vào, game hôm có thể có được thành công cho mình cái trụ đầu tiên của đường giữa. Chắc chắn sẽ là cái trụ đầu tiên ở khu đường giữa dành cho bên phía của game hôm, khi mà cái sức phòng thủ đến từ Reject là không đủ, sẽ không thể nào phòng thủ được cái trụ này bên phía game hôm. Họ vẫn muốn tiếp tục áp lực vào cái trụ thứ hai của đường, nhưng họ nên lui về đi bởi vì bên phía Eagle Sport đã có mặt ở đây, đó là 5 thành viên. Ui, B1 anh ta mất cho mình một cái kiện hàng một cách rất khó hiểu ở pha thi đấu này. Thậm chí đó là một pha mà anh ta hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm nếu đối phương đánh ngược trở lại, hoặc thậm chí là dính một cái thủy ngục đến từ vị trí của Elias. Đấy, vì vậy những pha thi đấu mà có thể để những tình huống phòng ngự tiếp theo để mở giao tranh sang đường trên. Tiếp tục là kẻ đối đầu giữa Kai cũng như là Tank X có sự bảo kê. Chiều cuối vừa rồi nó không chính xác nhưng Tank X vẫn có lượng sát thương là quá vượt trội đường dưới. Thì Nai là người thấp máu hơn, anh ta bị dậm đại địa chấn, nhưng khả năng bảo kê đến từ Tank cắm kiếm nhầm người. Nhưng không sao, vẫn là đủ sát thương để cho Nai có thể có được cho mình một điểm hạ gục. Wow, tức là về trong cái nông này thì Garen trong tay có tranh giả đang cực kỳ là hợp lý. Khi mà anh đang vừa có khả năng cho mình đó, khả năng chống chịu cũng như đó là khả năng gây sát thương. Khi mà tình huống vừa rồi thì một cú cắm kiếm vào người của Cyrus đoán lượng máu mất đi cực kỳ nhiều. Đồng ý. Và mặc dù có vẻ như nó không đúng địa điểm mà anh ta mong muốn, nhưng vẫn là một mạng hạ gục dành cho Game Home ở tình huống 2-2 vừa rồi. Tôi thấy xuyên suốt những pha giao tranh từ đầu đến giờ, có là người chủ động hay là người bị động thì Ego vẫn luôn là một đội tuyển mà giao tranh thua thiệt hơn so với bên phía của Game Home. Và Game Home cũng không phải là một đội tuyển mà quá mạnh về mặt kiểm soát, nhưng mặt giao tranh thì họ, tôi tin họ là một trong những đội tuyển nằm trong top đầu về khả năng giao tranh ở thời điểm hiện tại. Vì vậy với cái kèo thi đấu mà cùng nhau giao tranh như thế này thì chắc chắn rồi Game Home Elliot, luôn là Elliot, kèo có Elliot. Lợi. Elliot đang có chờ một tình huống để tấn công vào người chơi hỗ trợ của đối phương. Phía bên Kai'Sa truy đuổi theo B1, B1 bị bắn quá đau, B1 mất tốc biến, B1 phải dùng cả hồi máu, nhưng B1 vẫn sống sót. Tranh giả là người bị giữ chân, đại địa chấn giữ được hai người siêu bom địa ngục thì không trúng ai cả. Phía bên đây Tank X có được một điểm hạ gục, tranh giả chống chịu là quá lâu, anh ta không nằm lại được nữa. Và đó là hai mạng hạ gục dành cho Game Home, nhưng Game Home họ cũng mất hai và đang bắt đầu phải lui về với đợt tấn công này. Đây đánh giá đây sẽ là một bước lùi cho bên phía của Game Home, khi mà với việc mà họ có cho mình những cái mục sau khi có cho mình ở con rồng, họ nên tản ra kiểm soát tiếp ở thế lính ở khu vực ba đường, họ không nên di chuyển vào vực gần và không có tầm nhìn đến tầm nhìn của mình. Một tình huống mà Elliot anh ta đứng cực kỳ cao bị bắt bởi đó là Kai'Sa. Và mặc khi đó mặc dù pha đó Elliot phải nắm lại, nhưng trước khi nắm lại anh ta cũng kịp tung ra một cái thủy thần ở đúng cái khoảng thời điểm mà có nhiều thành viên của Elliot của Ego nhất. Vì vậy đó cũng là một cái tiền đề rất tốt trước khi anh ta phải nằm lại. Nhưng đúng, nên đi với những tình huống khéo léo hơn, vì Zeke cũng như là Lux sẽ là những mục tiêu giữ chân đối phương, thêm cả đó là Darius nữa. Một mục tiêu được giữ chân là ngay lập tức sẽ bị dồn sát thương một cách vô cùng nhanh chóng. Đúng là như vậy. Ở thời điểm phút thứ 14 này thì bên phía của Eagle, hai chủ lực của họ lượng trang bị cũng sẽ tương đối là nhiều. Ít nhất với hai món trang bị khi đó thì lượng sát thương là không phải là quá ít nữa để họ có thể mà tự tin tiến vào khu vực gần của đối phương đến như vậy. Và hiện tại thì phút thứ 15, con Baron thứ hai của ván đấu cũng đã xuất hiện. Với việc hiện tại thì lợi thế là cực kỳ nhiều, chênh lệch là 12.000 tiền, thì bên phía của Game Home họ cứ từ từ kiểm soát con Baron này để cho Tank X anh ta có được một thế lính đẩy cao. Và khi đó bên phía Eagle họ bắt buộc phải cử một người, ít thậm chí là hai người, bởi vì nếu mà một mình cai xuống này sẽ không thể nào mà đánh lại được Tank X cả. Bất kỳ ai xuống đây cũng ngay lập tức sẽ bị Tank X ngay lập tức tấn công. Anh ta đang đẩy một mình một cách rất khó chịu. B1 lại là mục tiêu. Một cú đá đến từ vị trí của Tank X rồi. B1 mất 1/2 cơ máu, dậm thêm cả tối hậu thư vào nữa. Nhưng B1 có trụ, anh ta vẫn phòng thủ một cách rất dẻo. Tank X biết có mùi không thơm, anh ta đang cố gắng bỏ chạy. Nhưng quan trọng hơn là bốn thành viên còn lại đang là lượng nhân sự vượt trội hơn rất nhiều, trả ngược ra rất nhiều những chiêu thức của mình, lấy đi lượng máu đến từ bên phía của Ego. Và Tank X bắt đầu cò quay ở trong cái đại địa chấn đến từ vị trí của Reject. Reject đang chống chịu là khá trâu với cái tranh giả, không cho đó là Cyrus được chơi. Cyrus phải bỏ chạy, Cyrus không chạy được, đó là double kill rồi, tranh giả rồi. Phía đây chỉ còn một mình đó là
Guys mà thôi, anh ta không quá cứng cáp để chống chịu lượng sát thương và 4 mạng hạ gục dành cho Game Home. Đó chính xác là những gì mà tôi vừa mới phân tích ở tình huống trước đó, khi mà bên phía của Eagle họ nhưng lại dính thủy ngục, lại quét sạch rồi, và một trận thi đấu dễ dàng dành cho Game Home ở ván đấu đầu tiên. 1-0 cho bên phía của Game Home Esports, một ván đấu mà họ đánh cực kỳ là đúng bài. Khi mà bên phía của Eagle họ cử hai thành viên xuống thì tất cả thành viên còn lại của Game Home họ lao vào Baron, và khi đó thì bên phía của Eagle Esports họ thiếu người, họ chưa đánh ngược trở ra, và đó là một tình huống mà giao tranh thắng lợi dành cho bên phía của Game Home. Rồi chúng ta có thể thấy dễ dàng là với một Garen thì chủ lực của đối phương không được chơi một cách chầu quá. Đấy, Cyrus mặc dù là một vị tướng tay dài, đó là Zeke, nhưng anh ta tức là Zeke sẽ thường chỉ đứng sau giao tranh để có thể xả sát thương ra của mình thôi. Nhưng thành ra băng qua toàn bộ các thành viên của Ego, đó là một pha thi đấu mà Ego chỉ có 3. Và Cyrus thực sự không được chơi trong pha thi đấu rồi, Reject thì phải nằm đến 6 mạng, nhưng anh ta mới là SVP của bên phía Ego Esports. Đúng như vậy, guys, trong vấn đề thì với con bài Direct của anh ta vẫn chưa để lại được một những dấu ấn quá là rõ nét. Trước kèo thi đấu đó là kèo mưu của Tân Đích 2-5-0 là sự số KDA của anh ta. Cyrus trong ván thi đấu này thì 1-3-0, B1 0-3-3, anh mặc dù anh ta đã có cho mình 3 món chuẩn bị nha, 3 món chiến phái của Cookie, nhưng có vẻ như là bên phía của một con bài Garen trâu quá, bắn không nổi. À, tôi hiểu vấn đề tại sao cho Tranh Già đi vị trí đi rừng rồi. Tranh Già là một người chơi sẽ chơi mấy cái con mà chỉ cần ấn một nút ấy. Ấn một nút, chơi không cần kỹ năng, chỉ cần ấn một nút đuổi. Ví dụ như Tranh Già bây giờ sẽ hợp với những chất tướng kiểu như Garen này, kiểu như Dr. Mundo này, ấn đúng một nút hồi máu, xong rồi kiểu như Rammus, nếu sau này kịp thời gian, Rammus hôm nay ra rồi nhưng chưa được thi đấu. Chưa được đâu. Đủ thời gian thi đấu, Rammus cũng là một vị ấn một nút lăn vào đội hình đối phương. Đấy, còn những cái con mà kiểu bay mà kỹ năng cao đến từ vị trí của Nai thì sẽ swap lại vị trí từ cả hai bên, đúng không? Gọi là kiểu tức là các bạn những đội tuyển mà đối với Go Home nhìn thấy Tranh Già đi rừng là các bạn biết mấy cái con đấy sắp được hình thành. Đấy. Cấm đi đúng không? Cấm đi hoặc lấy đi. Không cần phải cấm, Tranh Già thì tôi cũng không đánh giá quá cao. Nhưng ít nhất là các bạn biết trước ý đồ của đối phương để chọn cho mình một cái lối đánh thích hợp nhất thôi. Và đây là thông số về sát thương cũng như là chống chịu. Trong với Game Home thì hai người mà có được cho mình lượng sát thương cũng cực kỳ nhiều, đó chính là Tân Ích cũng như là Nai. Với những tình huống mà trong phía đó thì Nai anh ta chơi cũng cực kỳ là tỉnh táo nha. Mặc dù có tình huống mà anh ta đi lẻ, những mắt những sai lầm ngớ ngẩn, nhưng không sao cả, bởi vì anh ta vẫn còn cho mình đó là gì, cái cú tốc biến. Và sau khi mất cú tốc biến đó thì vẫn không có những cái sự khai thác đến từ bên phía của Ego. Như vậy thì những tình huống đó thì không mang lại được những cái điều quá là lớn lao trên bên phía của Ego. Vô hình chung thì vẫn là một cái kèo đấu mà Ego vẫn chưa thực sự là thể hiện được một cái bộ mặt nó rõ nét nhất là ý đồ họ muốn là như thế nào. Với việc mà có cặp đôi sát thương chủ lực như là Zeke cũng như là Corki thì họ cần có một cái dàn trắng nó phải thực sự là cứng cáp, cũng như là dàn trắng đủ lâu, đủ bảo kê. Nhưng có vẻ như là với việc Kai liên tiếp phải nằm lại, với việc đó là Reject anh ta phải nằm lại quá nhiều thì lượng khả năng chống chịu đến từ vị trí của Reject cũng không thực sự là đảm bảo. Vì vậy cái dàn chắn của Ego không đủ tốt để cho Garen có thể băng qua một cách vô cùng dễ dàng. Đúng là như vậy, và đây chính là lượng vàng trong xuyên suốt cả ván đấu, khi đó là một ván thi đấu mà Game Home họ dẫn trước tất cả mọi thứ, chỉ trừ một tình huống đó là chắc anh ta lao xuống cướp được con rồng quá là dễ dàng đấy, nhưng không sao, đó chỉ một con rồng nước mà thôi. Và khi đó thì bên phía của Game Home họ bình tĩnh, họ trước khi mà họ quyết định mà họ ăn mục tiêu nào đó thì họ sẽ ép giao tranh trước và khiến cho đối phương thu thiệt về lượng máu, thu thiệt về đó là lượng người, thì khi đó thì những tình huống mà có thể cướp đến từ Reject sẽ không còn nhiều nữa, và đó sẽ là hai con rồng trong cái đấu này dành cho bên phía Game Home cũng như đó còn Baron. Đấy, nhìn Baron các bạn có thể thấy từ phút khoảng từ thứ 9, thứ 10 đến phút thứ 12 cái lượng gia tốc về tiền nó bắt đầu tăng lên đáng kể. Đó là khoảng thời gian mà các đội ép giao tranh cũng như là bắt đầu có rất nhiều những mục tiêu trên bản đồ để có thể kiểm soát lượng trụ của đối phương. Đó là những mục tiêu đã bắt đầu xuất hiện và có thể đủ sát thương để ăn Baron rồi. Vì vậy đây là khoảng thời gian mà các đội tập trung giao tranh rất nhiều ở khoảng thời gian này, và đây cũng là khoảng thời gian mà định hình trận thi đấu xem đội nào mới thực sự là đội chiến thắng đến cuối cùng. Vì vậy những chất tướng hợp với thời điểm hiện tại thì vẫn đang là chất tướng đánh mạnh ở khoảng thời gian này, và biểu đồ vàng là một cái giúp cho chúng ta thấy rõ nhất điều đó. Đúng là vậy. Đến khi mà kết thúc với nó thì lượng vàng cũng phải ít nhất đó là 17.000 tiền. Một con số mà cũng cực kỳ là khủng khiếp ở thời điểm đó, và đây chính là MVP của ván thi đấu này với con bài Orianna. Ván thi đấu đầu tiên mà anh ta được swap ra ở khu vực đường giữa và anh ta cũng có cho mình luôn. Đó là cái MVP đầu tiên ở cái vị trí mới của mình. Thế với việc anh ta không phải nằm xuống bất cứ một mạng nào sẽ là một cái tiền đề rất tốt để anh ta có được một cho mình một MVP. Với 14 điểm hỗ trợ thì anh ta đảm bảo rất tốt cái vai trò của một vị tướng, đó là Orianna rồi. 22.000 sát thương là sát thương
trung bình mà anh ta có thể gây được ra. Và đặc biệt là những tình huống mấu chốt, anh ta cũng có cho mình những cú xoáy rất tốt. Đặc biệt là cú xoáy ở trong tình huống mà Ego họ có được cái quyền chủ động trong giao tranh với việc bắt được vào vị trí của Elliot. Nhưng cú xoáy tốt đến từ Nai, những vị trí đứng tốt đến từ Zek cũng như là tank ích, giúp cho họ có một pha giao tranh 4-5 chiến thắng.